Ok, bật chân về đây cho mình. Bây giờ mình sẽ nối chân với tay ở cái đoạn này, xoay chân vào.
trên tay nào nhé. Và ba đỉnh 5, 6, 7, 8 em. 1 và 2 và 3 và 4 và 5. Bật về đây. Rồi khi bật về đây thì động tác tiếp theo mọi người sẽ đã hai cái tay để lên phía trên hô hấp này cho mình. Và mọi người sẽ xoay nhẹ hai vòng hô từ phía bên trái này để lên trên này, sau đó xoay về như thế này. Thì người mình sẽ hơi đổ nhẹ ra sau cái phần từ hông đi lên, đổ nhẹ ra sau trong khắc. Ok, thì tay cứ thế là xoay hô. Rồi sau đó mọi người sẽ hạ cái tay phải xuống dưới, tay trái mọi người sẽ đưa chiếc lên trên, tay phải xuống tận dưới này. Người gần dưới mình phủi cái kiểu phủi bụi ấy, kiểu phủi phủi giấy ấy, nó kiểu thế. Xong rồi mình áp lên luôn. Đó, đó là một lần tạo tiếp theo. Bây giờ nối lại một lần tạo này nhá. Các bạn đi chân xong trùng cái vai xuống ấy. 7, 8 này. 1 và 2 và trùng 3 và 4 và 5 về 6 7 em cuối. Ok. Rồi. Bây giờ thì nối hai lần tám của cái đoạn này vào ha. 5 6 7 8 bước trái này. Trùng em 2 3 em 4 sang 5 em 6 em 7 8 1 em 2 em 3 em 4 em 5 em 6 em 7 phủ đẹp đó. Ok rồi, mình chỉ nhắc lại cho bạn nhớ vậy thôi, thì nữa chúng ta sẽ đến mong hoàn chỉnh sau. Bây giờ mua đến tiếp theo nhá. Thì bây giờ sau thế vậy phủ đẹp mình sao. Ok, bây giờ tay trước này, hai tay cùng từ dưới cho mình bên trái thắt lên bên phải, sau lại cùng từ dưới bên phải thắt lên qua trái. Ok, nó đi theo mình giống chữ X ở trên này đúng không. Phủ này lên này, trái theo phải, phải theo trái. Ok, bây giờ cái chân nhà mình sẽ bật hai chân ra. Chụp đồ bốn, xong bật về. Bật ra, bật về, bật ra, bật về. Cho mình hai lần. Thì kết hợp cái tay ha, kết hợp cái tay nhá. Em, tay xuống bật ra này. Ok, tay lên, bật chân về, cao vừa. Tay xuống lại bật chân thấp. Lên, đúng không? Tiếp theo nha, mình ngồi bước chân trái ra phía ngoài. Tiếp theo mình chỉ chụp bằng mũi chân thôi, chỉ chụp mũi chân thôi. Sau đó mình bấm chân về luôn, hai lần luôn. Bấm chân về hai lần liên tiếp thì mình sẽ nhấn ok, mình nhẹ nhàng thôi thì tay mọi người sẽ đúng hai lần, mọi người sẽ vỗ mọi người đá đáp hai lần tầm. Ok, tiếp theo mọi người bật nhảy chân phải thì mọi người sẽ hơi lắc đầu nhẹ sang tay nhạc xuống nhá. Ok, sau khi bật nhảy chân phải xong thì mình sẽ bước chân lên, mình sẽ ở dưới chân trái này nhấn này, lùi ra sau này, xoay ngang này, xoay lên trên, tức là mình sẽ xoay một vòng luôn. Khép bật nhảy này, bước lên, nhấn xuống, xoay ngang, xoay lên. Ok, đó là một vòng. Thì lần lượt các tay của các bạn nhé. Cái này không dùng tay này, bước lên không dùng tay này. Tay ngang này, chéo này, ngang này, xoay lên. Ok, thì cái tay đó một người thoải mái như kiểu mình freestyle này đi nhà như thế này. Các bạn hất ra, lên, ra và căng. Ok, nhìn lại nhé. Ngang, chéo, ngang, lên. Thì kết hợp với chân ha. Bật này, bước này, chấm, chấm, chấm và hết. Ok. Rồi, thì cùng bắt lại được từ cái đoạn này ha. Rồi, chân sau. Em, bật chân xuống. Thất, chân xuống. Thất, bước, về, bật, bước lên, em. Xoay, bay, ok. Rồi, đó là động tác của hai phần hai lần tám này. Nên mình mua tiếp xong tính thì chúng ta cùng nối lại thì chắc ha. Tiếp theo sau khi bạn đã xoay thành đây rồi thì mình sẽ có khoảng 1, 2, 3, 4 là để mọi người di chuyển hoặc một cái free bước theo nhà. Thì bây giờ mình cùng vào trong một dáng cho nó à, ok, vào trong một dáng nhá. Thì cái dáng này mình sẽ làm bước chân thẳng ra, sau bước chân trái ra, bước phải, bước trái để mọi người mở được cái chân răng xương một xíu. Bên anh này đúng không? Bằng góc như thế này. Thì dập lại này, phải này, trái. Thì tay mọi người cũng sẽ là hơi thanh nhạc như thế nào. Ok, phải này, trái, xong ra tay xuống. Thế thôi mọi người đứng dáng như thế này cho mình. Tiếp theo nha, mọi người đầu gối chân xuống, nếu mình nhún nhưng mình sẽ nhún theo kiểu cục lên một xíu. Mình không nhún nhẹ nhàng như này nữa, mà mình sẽ cục
nhún xuống cùng chân, tiếp theo là nhún xuống cùng chân, sau đó mọi người đỡ, mọi người ngả ra phía sau thì chân phải mọi người sẽ ra phía đầu gối như này, mọi người đỡ hả, đồng thời cổ đầu mọi người sẽ gật xuống tầng 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 tắt khoảng 4 nhịp cho mình tầng 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 tắt. Ok, cái tay này mình có thể để ở đây để cho tay dán một xíu, tầng 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 tắt. Tiếp theo là mình về chân lên phía trước như thế này và mình đổi tay đến đây, mọi người chống nhau, sau đó mọi người sẽ bước cái chân phải lên, bước này 1 2 3, bước tạm thế nào mà nó chéo cái phần hướng chân ra ngoài mình nhé, 1 2 3. Ok, kết hợp với đó thì cái ba của mọi người sẽ đánh lên này, 1 và 2 và 3 lần tròn là thắt đây, cái này 3 lần ha, 5 6 7 đó, 1 2 3 4. Ok rồi, sau đó mọi người sẽ đổi chân ra, tay hạ ra xuống như thế này, đoạn này đến đoạn này mọi người sẽ được freestyle đến hết 8 nữa. Ok, đấy là xong rồi, bây giờ mình sẽ nối hai cái nhịp này 2 lần 8 này lại một xíu, xong thì mình sẽ vào động tác sau nhá. Ok, đang ở đằng hay đi free này, chà chát dừng 3 4, nhún xuống chát nhún xuống phẳng ngã sau, gật 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 4 lần, ngã về trước dáng này, bước chân lên đẩy vai chát đổi vai chát đổi vai phải liên tiếp 3 lần. Ok, thở ra freestyle, tắt 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 tắt. Bây giờ thì mình sẽ nối cả cái bàn này thật là chậm rãi với mọi người ha, chậm thôi, chưa có nhịp nha. 5 6 7 8 trái chung chân bật ẹn, chung chân bật ẹn, cứ qua phải trái này ẹn 3 lần và hết, bước phải thấp vai 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 phủi này 8, bật chân ra and lên and lên, dẫn chân này and bật chân vào, bước lên đến chân này, kéo tay này ở ngang này, hay for free down ra thì 4 thì dừng ở đây, sau đó nhún dừng chân rồi gần nhất 1 2 3 4 về dáng ở phía trên, sau đó mọi người chân phải đẩy qua hít and hít and hít hít hít, sau đó mở ra and hút and hút và hít, đó là tất cả động tác rồi. Giờ thì mình sẽ đếm nhịp thật là chậm từ đầu đến cuối để chúng mình cùng tổng kết lại với nhau nhé. Nhịp chậm này 1 2 3
khi. Bây giờ mình sẽ chốt lần cuối cùng mới nhịp nhanh nha. Bắt đầu. 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5 và 6 và 7 và 8, 1 in lần 2 in lần 3 và 4, 5 and 6, 7 and 8. Như vậy là bài học